đồ rất tốt. Anh cũng đang khao khát lập công vào lưới Thái Lan khi mà lượt đi đã tỏ ra trong đó đáng kể nhất là những tích lũy về mặt thể hình. Rồi, phát bóng, quả chuyền, vẫn còn cánh phải là Trọng Quang. Bóng vào trong cuộc, tiếp tục là pha tạt bóng qua lại. Những pha bóng dồn dập và nó được cổ vũ bởi một khí thế tuyệt vời trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các trò của Liên Bang Hang Seo ý thức rằng họ nếu như càng nhanh bao nhiêu vào thời điểm này càng sẽ khiến đối phương rơi vào thế bối rối. Cú pha bóng của Di Mạnh khá nguy hiểm. Cú pha bóng lỗi vừa rồi là của Bùi Tiến Dũng. Có thể tiếp cận được một thời cơ, tuy nhiên cú bắt bóng của số 8 bên phía Thái Lan đã đi không chắc. Chúng ta sẽ lại tình huống pha bóng giữa Kane rất nguy hiểm và suýt nữa thì Canis đã có thể dứt điểm dùng bóng. Thiraton như vậy là đã có một tình huống đổi phạt penalty. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bản lĩnh và anh đối mặt với Thiraton từ 81m. Có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay là Văn Lâm. Quang Hải đã bật góc. Đánh đau. Quay kết thúc. Đáng tiếc bàn thắng không được công nhận. Rất đáng tiếc. Huấn luyện viên Pasteur tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Chúng ta đã phải nhận những quyết định có thể nói là không cực kỳ rõ ràng. Nguy hiểm. Lỗi của Thiraton đang đạt. Cho đến này của trận đấu vẫn chưa có một chiếc thẻ phạt nào được rút ra, nhưng từng đó không đủ để nói lên sự căng thẳng của những phút đã qua. Thậm chí chúng ta đã được trải qua những khoảnh có thể nói là rất cay cấn, rất kịch tính. Bóng rất kịp thời và can thiệp ngay bên phần sân đối phương của Quế Ngọc Hải. Không được thế. Bắt bóng. Được chưa? Tôi nghĩ rằng những tình huống phát xuống biên phải và trả ngược đã được chúng ta chuẩn bị rất kỹ ngay từ trận đấu trước gặp các tiểu vương quốc là tốt nhất. Nhưng vấn đề là cầu thủ ở hàng sau, các đồng chí, các vấn đề các cầu thủ ở tuyến hai cần phải tiếp cận. Tiếp tục là một pha triển khai thì nó nhịp nhàng. Thiraton đang đá. Không vào. Và thất điểm vào góc quá em. Đã là bắt nhìn. Đá rơi rất ổn ở bên cánh của mình. Sẽ có 3 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu. Quang Hải có những pha xử lý bất ngờ ở tình huống này. Đá không trúng tâm bóng của Quang Hải. Lỗi hiển thị. Trợ lý trọng tài đã căng giờ báo hiển thị. Đó là trợ lý số 2 An Khai Thị. Và bắt đầu đá xuống hơi sớm hơn so với đường truyền. Chính xác hơn là hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển lên để và tránh bẫy hiển thị hơi chậm. Nhưng miếng chiến thuật này là một miếng chiến thuật. Bất luận trước đối thủ nào hay tỷ số nào là bao nhiêu, toàn đội vẫn có một khối kết tính. Văn Toàn, xử lý, không được. Rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Văn Toàn đã có cơ để tung ra cú đá chất đoán. Chúng ta chưa có bàn thắng mở tỷ số nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi có thể nói là rất sống động. Và nếu như may mắn hơn thì có lẽ đã có bàn thắng được công nhận rồi. Có tới 65 lượng khán giả trên sân hôm nay là những thuê bao của Viettel. Và dù trong đó chỉ từng vô địch như vậy thế giới. Quả đá phạt công dũng. Không có nhiều nguy hiểm cho Cao Win. Chúng ta cần phải rất cảnh giác với những tình huống như này. Thái Lan tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự đội Việt Nam và thường xuyên những pha đổi hướng để chúng ta lơi lỏng. Tuy nhiên vừa rồi thì toàn đội đã rất tập trung. Đây là một kiểu đá của Thái Lan mà trước đây Việt Nam rất hay bị thua. Họ kéo giãn về hai phía và nhả ngược. Trọng Hoàng. Không được. Rất tiếc là Bùi Tiến Dũng đã bị vấp bóng. Miếng đánh rất quen thuộc của Thái Lan. Đây là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã có khoảng cách xa với đội bạn.
huống cuối cùng thì Narubatin đã không thể thắng được và chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh của Đạp Ba Đậu. Lại là Thiladon. Bàn đá kịp phạt xa nhưng để phút sau. Quá thô, Đạp Ba Đậu một lần nữa. Thiladon thực sự là rất khá thơ. Quả đá phạt góc trước hướng ngay vào cột gần, bóng quạt vào trong. Nếu Đạp Ba Đậu không cảnh giác có thể sẽ có nguy hiểm. Và ở tình huống tiếp theo thì là trái bóng hướng về phía góc xa. Cả hai pha bóng thì Vân Lâm đều làm chủ được tình hình. Chà là thích. Xuất sắc. Thêm một lần chúng ta hoan hô Đạp Ba Lâm. Một tình huống không hề đơn giản, nếu để bóng nảy lên thì thực sự đã là một pha bóng ngoài sự kiểm soát. Nhưng Đạp Ba Lâm bắt đúng thời điểm trái bóng đập đất nảy lên. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Park Hang-seo đang ra dấu cho các trò của mình chơi chậm lại. Những ngày đầu tiên của những lượt đấu đầu tiên ở trong tháng 3. Ở lượt đấu đó thì các điểm của Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp Malaysia, trong đó Thái Lan gặp Indonesia. Không được. Đá của Tuấn Anh. Chúng ta xem lại các thời điểm của Tuấn Anh. Thì là Chi Đăng Đà chơi quá kinh nghiệm. Bóng đá nằm hoàn trong tay của Đặng Văn Lâm.